Chào mừng các bạn đến với kênh Tâm Nguyễn. Các bạn thấy sau lưng mình ánh đèn khá là rực rỡ đúng không? Ở đây là một xóm đạo ở quận Tân Phú, và mọi người giáo dân đang trang trí những ánh đèn lấp lánh đó để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh. Bạn thấy là một dọc con đường dọc dài giống như kia luôn. Ở đây nữa. Đây là đường Nguyễn Hậu. Đèn chớp tắt đẹp. Đèn chớp tắt quá đẹp. Chụp hình quá chừng nha, dễ thương không? Đèn chết chết trên đầu nữa kìa. Dạ bạn giờ ha, dễ thương không? Các bạn có để ý là những nhà công giáo thường trưng một cái ngôi sao như vậy thì nó sẽ xìa từ bên phải qua bên trái, thì theo kinh thánh ghi lại đó là ba vua từ phương đông họ nhận được cái dấu chỉ là ngôi sao, và họ đi theo ngôi sao đó để đi đến được nơi Chúa Giêsu sinh ra đời. Đây thì giáo dân họ tập trung rất là nhiều, nên có vẻ tổ chức thân thủ. Một vài chỗ khác thì giáo dân không được nhiều, nhưng cái không khí lễ hội của ngày xin là không bao giờ thiếu các bạn, chỗ nào cũng náo nhiệt chứ. Đối với các bạn Minh Lương thì các bạn có thể nghĩ là cái đêm Giáng Sinh chỉ có ngày 24, nhưng đối với người Công giáo chúng mình thì Giáng Sinh gồm có hai ngày là ngày 24 và 25. Thì ngày 24 là gọi là vòng Giáng Sinh. Thánh lễ đêm sẽ cử hành vào khoảng 9 giờ tới 10 giờ thì những giáo xứ, và trước đó sẽ có những cái màn trang thức để tưởng nhớ cái ngày Chúa Giêsu ra đời. Và ngày 25 tính là ngày chính lễ của lễ Giáng Sinh. Vừa rồi là những hình ảnh náo nhiệt ở khu vực xóm đạo gần nhà thờ Tân Phú mà mình vừa gửi đến các bạn. Còn khoảng 12 đến 13 ngày nữa là tới Giáng Sinh, và hoặc các hoạt động của giáo dân tín hữu Kitô giáo đang tức là gấp rút để chuẩn bị đón lễ Giáng Sinh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Tâm Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại.